chơi với mình không? Em có uống bia không? Hello Đại, hello Long Nguyễn nha, qua uống bia với mình nè. Hello Xuân Thanh nha, đang đi uống với mấy bạn quay. Hay qua uống với mình không? Chất mẹ. Đang phải bước sẵn. Hy vọng là không ai thấy cái gì. Tin nhắn em nó cho đâu rồi? Hello 20 người đang xem. Sặc nước cái ai cũng vô coi nha. Mọi người qua đây đâm ton uống với mình nè. Cầm thôi nói sai quá. Hello Hoàng Thái Hoàng. Hy vọng là không ai thấy mình. Hello 16 người đang xem. Có sao không ai nói chuyện gì hết vậy? Chẳng tình đi với bạn. Em định ngủ, mọi người qua đi chơi với em nè. Qua quán Danton á, hẻm 51 ở Cần Thơ nha. Làm hồi gói tay Bình Lan hả? Trên thợ chị mình nó lấy xe 2 đi. Yếu quá trời. Ở dưới lầu thì đẹp lắm luôn, mà giao thông quá nên không có leo được. Ở đây có nhiều nước uống lắm luôn, có nhiều đồ ăn nữa. Không ai nói gì hết vậy. Bên tắm chưa có nè. Mà chị phục vụ quán gì đâu có. Qua đây uống bia nè. Yeah.
Nó hàng hàng Thái Hoàng quận. Cái tên của bạn thật cực ha. Ừ. Mắt nó bẻ hoài luôn. Nhanh lâu chẳng khi lên. Nó nóng rồi con. Má ơi gì vậy? Muốn uống bia nè. Chào bạn. Uống lộn lên rồi, uống lộn lên. Đi nhậu lên rồi. Đó, xin chưa. Xin chưa. Cảm ơn cậu đèn, cậu đèn gì quay. Làm ơn quay, phải nói với người ta. Có thể tại có bị cho tôi 50% số lượng. Hello Quân, kỳ vui thôi. Tàu hấp gơ không mà, gái đẹp không mà, quay đi chơi nè Long Nguyễn ơi. Ở dưới đồng đó. Ở dưới đồng đó. Chị thấy nè, nó đồng giống nó chịu giống là gì đó. Cực quá, mất mất cầm hoài luôn. Anh đi xin chào mình cái luôn. Ở đâu mà xa vậy? Không có cái bàn không được cao nên là không có thấy được nguyên dòng. Chịu khó nhìn mặt nha. À. Mới không có nửa chai hà. Trần Ngọc biết hẳn. Đỏ mấy mắt quẹt quẹt. Cảm ơn anh Đo ghê. Em không biết kêu gì kêu đại. Khi nào về Việt Nam thì qua thử cho biết nha. Lâm Nguyễn. Chị bị full rồi. Hello Châu Nguyễn nha. Hello em Xuân Thịnh nha. Xảo chị mới lãnh lương cái đợt. Ok, đưa lên. Dạ đúng rồi. Ê mày quay tao có bạn gì. Ừ tôi. Hello 17 người đang xem nha. Trời cầm mà mỏi tay quá. Xe lưu chị access nha Tấn Phát. Mọi người comment quá hả? Tấn Phát ở chỗ kia.
chị xinh quá cho em xin phân hai chị kia. Em chuẩn bị mở shop chị phân em nhận cũng cho ok mấy rồi gì. Có tao luôn không? Tao nhé chứ. Mình nhả cho xem kìa. Con chó nhả. Nhả con chó. Hello Hải Dương. Không ai nói chuyện với mình. Nói chuyện mới vui anh ơi. Giải cứu hẹn lại. Giải cứu hẹn lại. Em nợ bạn trai chị. Tại thầy ông nó là người chỉ thẩm thương. Ê sao mày dám giành bộ với tao rồi. Dám giành thầy ông nội của tao. Ê thầy ông nội tu phải không? Ngọc. Em mà tu là tu cu đa. Tu cu đa. Ở Việt Nam chứ đâu cần. Đó giờ chị ở Việt Nam mà. Qua Danton chơi với mình nha. Hẻm 51. Ê, chạy tao vô cái này Ngọc ơi. Mày đi, mày đi. Ờ. Em sẽ cái nhà đã xe vào ông hắt lên cái cua nha. Cái cua nhỏ đúng không? Cái cua đó nha. Ê, đi vô cút, rồi cút thì đi rồi. Cái lo không tổng nha. Ngọc kém cùng quá ha. Sao Lưu nhìn mình xấu quá ta. Hello Trần Ngọc nha. Đang ở đâu trời, mình mới ghi địa chỉ ở trên cái livestream rồi. Em có ghi địa chỉ thôi. Ừ, mình ghi địa chỉ thôi chứ thật ra là em không muốn. Hello đẹp đẹp, hello Minh Tâm. Có gì mà bạn muốn sẽ. Cái gì mà ốc? Rồi mấy bạn muốn ăn ốc. Rồi là ốc. Có gì thích ăn uống luôn. Qua nhậu với ha, nhậu với ba đứa mình à. Chuẩn bị hóng hình mình sẽ up. Hình đẹp lắm luôn. Ý mình là cảnh đẹp chứ không phải mình đẹp nha. Cảnh ở đây chụp đẹp lắm luôn á. Ở đây có nhiều đồ ăn, bia rượu đẹp lắm, đẹp mà ngon nữa. Ở đây có nhiều đồ ăn lắm, da cá, khô bò, khô mực Trần Ngọc. Bi Trần Ngọc. Có khô da cá, khô mực và khô thảo mi. Ai đang xem chào mình cái đi. Mình cô đơn lạc lõng quá. Không biết ai đang xem mà 8 người ta. Ủa sao tưởng chị ở nước ngoài vậy? Hết dịch còn già hả? Ai đang xem và nói chuyện với mình nè.
là mỗi lần vậy cái chồng ơi vậy cái chào chị yêu, chưa vỡ ấy chân nha, lâu quá không gặp chị. Em nhớ chị quá chị Trân ơi. Hello Đức Sếp, cảm ơn Đức Sếp nha. Em xem rồi, đúng rồi. Chị Trân nhớ em không? Em vô xuất hiện hả? Em định tắt like vậy, em kẹp Phương Như luôn. Cái nhậu thì chưa? Dở em bé đi gặp. Quay nhậu luôn. Bác ơi, còn còn dứt xíu bể rồi. Hello, được chị like rồi, tắt rồi. Chị mới tôi đập đầu mình vậy luôn. Dịch quá không biết chừng nào đi học. Nhớ chị Trân yêu dấu của em quá. Chào suốt luôn nha. Em đi chơi nè. Bye bye Cương nha, Xuân Thịnh. Dạ cô em không thấy có. Đúng rồi, mặt em nó bị đơ. Mặt em nói chuyện nó hơi đơ. Ai không nói chuyện với mình là mình đi luôn. Mình ớt luôn. Chồng đi nhậu nè, qua chơi với chồng không? Cô uống bia với chồng nè. Xuống thơ uống bia với chồng nè. Yeah.
Ok, xuống đây nha. Xuống đây chồng dẫn đi uống nha. Chồng đút cho uống. Ngọc ơi, kêu mi tắt đi. Ai qua đây kiếm chị nữa nè. Kêu tắt liền. Chắc em tắm anh quên anh vô. Kiếm chuyện hết người này tới người kia ha. Cái chai của em uống nhức đầu á. Ngủ với mày. Trời trời cầm thôi mỏi tay quá. Về Việt Nam là hết lạnh nha anh. Thì qua Đăng Tôm uống thử cho biết nha. Hẻm 51 đường bán 2. Bye bye mọi người. Bye bye vợ Yến Nhi nha.